bến xe ra ôm tôi bên quỹ tín dụng nè, rồi bắt đầu là anh thấy cháy là anh mới chạy theo, là anh tôi anh phải chạy vô, tôi chạy ngược vô đặng kêu nó ngoắt nó chứ để nó chạy ra là nhanh đỏ chạy lên luôn sao. Ghê đó. Nhưng mà cái chiếc xe cháy mà tài thằng tài xế là không hay luôn, tài xế là đâu hay đâu, đủ tôi nhảy lưng từng mấy xe trước có dòm tôi quá trời luôn. Thế là cũng hên là nhà chú là thôi là không kịp luôn, kêu nó mà nó dòm mình đó mà nó đâu hay cháy đâu. Ghê thiệt, tinh chấn đặc. Nhưng mà cái này là em không biết là sao là của nó bị cháy luôn vậy, tại vì một mình của mình chở mấy cái bộ gà không mà nám dây điện luôn. Dây điện này nám luôn nè, vậy là cháy dữ lắm rồi ha. Trời, cái cây nó đen luôn kìa phải không? Ừ, những chỗ này đâu có đen. Kìa ghế mà còn cháy ghế để cho. Dạ xin kính chào chú anh chị nha, hiện tại em đang có mặt tại ngã ba ngay chỗ phường 9 thành phố Vĩnh Long nè cả nhà. Đây là cái ngã ba nè, ở đây mới vừa xảy ra một vụ cháy xe ha cả nhà, cháy xe tải mà không biết xe tải này nó chở gì mà cháy quá trời cháy luôn. Hồi nãy có xe cứu hỏa đến đây để chữa cháy rồi cả nhà, thì này bên đó thì có mấy ngành chức năng người ta lại đây người ta kiểm tra nè. Đây một chiếc xe tải 4 thùng luôn cả nhà, cái xe này chở gì chú? Cái bụi gỗ đó, chở gà vịt gì đó. Dạ, trong đó có gà vịt gì không chú? Không có nha. Đó, bây giờ bên kia có mấy ngành chức năng công an này kia, người ta lại đây để người ta xem. Cũng may mắn hả chú? Vậy là may mắn lắm rồi đó, chứ nếu mà dập tắt không kịp là nó cháy một xe luôn á. Thì có người dân người ta đến đây người ta xem nhiều lắm nè. Xe của hộ lại là nó là nãy nãy lại lâu chưa? Cháy nó cháy dữ không cô? Chú có hỏi lại đây cũng phải 1 năm 2 phút nó mới lại tới. Đúng rồi. Thì trong khi đó lại là xe bồn ta tưới rồi, ta tưới sạch sẽ luôn. Hồi nãy con mới thấy chiếc xe cứu hỏa chạy dưới rồi. Ừ. Lâu là tắt rồi. Tin nói là nó chở ba cái cứu hủ không mà. Giờ này mấy cô này đây cũng chứng kiến thôi nha. Xe này xe chở gà vịt đó cả nhà, cũng may mắn là chữa cháy kịp thời cả nhà, nếu không là sẽ bị phát quả nguyên chiếc xe luôn rồi. Thì ngay chỗ này thì gần ngay ngã ba phường 9 thành phố Vĩnh Long cả nhà, thì chạy lên trên kia thì khoảng 500m là tới cầu Cái Cam. Bản số xe này của Vĩnh Long luôn đó nha. Bụi gạt không sao mà sao bà nó lại cháy được à? Tại vì cái đó là mình chỉ chở bụi gạt không thôi mà sao nó lại cháy ngộ chứ? Nó cháy cũng may mắn là nó cháy ở phía sau đít ha, vừa dập tắt kịp thời luôn chứ thôi là nhà gì đó, cái nhà gì, ủa sao mà tự nhiên nó cháy kỳ vậy? Cũng may mắn cả nhà, cháy có khúc đít không à, vừa dập lửa kịp thời luôn chứ không là nguyên chiếc xe này nó rụi tàn luôn rồi. Mấy cái bánh xe kìa cả nhà, bánh xe cũng may mắn ha, không cháy ha. Bánh xe cũng hên là nó không cháy.
kiểm tra là chụp hình đó cả nhà. Xe này chở ba cái gỗ da cầm hay gì á. Cháy trên trước. Ở dưới mấy cái bội dưới đáy á, còn ra tới ngoài đây một hồi nó mới cháy. Chú. Cái đèn đường nữa kìa. Chú hồi nãy xe này ở đâu nó chạy lại chú. Bên nhà mới á. Bên xe mới nó đi ra rồi nó chạy xuống đây ha. Ra tới đây quắc mới kêu nó qua đây nè, tấp vô lề kêu nó mới chạy qua chỗ trống chứ nó đậu đằng Yamaha đây xe nó nhóc hết trơn. Dạ dạ. Đậu nó báo. Yamaha đủ xe nhóc hết trơn rồi kêu nó đi chứ. Ủa nhưng mà hồi nãy là anh đứng ở đâu mà anh thấy mà anh ra rồi bánh, bánh xe ra ôm tôi ra bên quỹ tín dụng nè. Rồi bắt đầu là anh thấy cháy là anh mới chạy theo là anh. Tôi anh mới chạy vô, tôi chạy ngược vô đằng kêu nó ngoắt nó chứ để nó chạy ra là nhanh đỏ chạy lên luôn sao. Ghê đó. Nhưng mà cái chiếc xe cháy mà tài thằng tài xế là không hay luôn. Tài xế là đâu hay đâu, đụng tôi nhảy lưng từng mấy xe trước có dòm tôi quá trời luôn. Thế là cũng hên là nhà chú là thôi là không kịp luôn. Kêu nó mà nó dòm mình đó mà. Nó đâu hay trái đâu. Ghê thiệt. Tinh chấn đặc. Nhưng mà cái này là em không biết là sao là của nó bị cháy luôn trời. Tại vì mình chở mấy cái bộ gà không mà. Nám dây điện luôn. Dây điện này nám luôn nè. Vậy là cháy chịu lắm rồi ha. Trời, cái cây nó đen luôn kìa phải không? Ừ. Ừ, cái chỗ này đâu có đen. Kìa ghế mà còn cháy ghế để trong đó cháy luôn kìa. Trời, ghế mà cháy trong đó luôn hả? Ghê hả? Nó cháy luôn đó. Trời ơi, trên nó tạt qua đó kìa, chắc lửa nó tạt quá. Đúng rồi nè, mấy cái này nó cũng nó nắng đi cho anh. Bánh xe mới hả? Bánh xe mới vậy lại đi hướng này. Lộ Bà Gòn đi ra. Nhưng mà đâu biết xe này xuất phát từ đâu mình đâu có biết. Dạ dạ. Bánh xe từ đâu lái chạy rồi. Dạ. Chắc chỗ trống mà cũng như là tính đi không biết hạnh. Nhưng mà cái này cũng là như này, tại sao mà cái xe không mà nó chỉ có bội ba cái bội gà mà ngủ không tình, vì sao nó đã muốn cháy ngộ ra. Thì bây giờ mình có mặt ở đây mình đổ là có chừng nó tôi giật cầu giữa đó kìa. Không có, nó cháy ở trên trước. Chắc chắn coi mình nói đi nha, nó ở trên sao nó có cháy ở trên trước mà cháy ở giữa, tôi chạy là tôi kêu nó mấy cái bội dưới cùng nguyên mà. Rồi hồi nãy con nghe nói là anh chạy theo đằng anh kêu bắt lại gì á, là ảnh là người xe, ảnh là anh chạy xe ôm, ảnh hồi ở trong kia ảnh thấy là cháy nhưng mà thằng lơ và thằng đại là không hay luôn. Không nãy giờ anh gặp là tới đầu cả ba này chưa? Tôi gặp chưa tới nữa, chạy ngược cho tôi kêu nữa mà. Rồi họ kêu được á. Thì họ kêu được đó là còn hai ba chiếc xe nữa mới tới cái tầm nó mới chạy. Dạ. Nó chạy rồi tôi ra dấu hiệu tôi nghĩ tôi muốn quá trời luôn. Vậy mà nó người ta biết không chú? Rồi tôi chỉ tôi chạy múa tôi làm gì tôi làm lung tung hết trơn luôn. Mình làm mở cách chẳng cho anh cho ta ngưng lại ha. Ừ. Ghê thiệt á. Chú chạy xe đây luôn. Nó quẹo nó quẹo hướng lên là nó dưới gió. Chú chạy xe ôm đây hả chú? Rồi cũng may mắn quá ha. Thì cũng nhờ chú này cái nhà thì chạy xe ôm ở chỗ ngã ba phường 9 nè. Thì xe tứ cây á. Xe tứ cây là chạy rồi là chạy. Xe tứ cây chạy ngang. Đó. Mà nó cuốn trước. Chạy xe tứ cây. Cái bình xịt đây bao nhiêu bình xịt chữa. Tiếp cận đâu có được đâu, nóng quá trời đây rồi đó mà còn lại không được luôn á. Nó cháy nó nào làm cho đây luôn hả? Nằm vô cái hàng dâu có cô bán không? Thấy không? Nó nóng mà nó táp lại đi đó. Ghê ha. Ừ.
điện cây điện nó khoảng mười mấy mét đó, ở trái là tới bóng đèn trên đó. Gió nó tạp quá trời luôn. Cái bóng đèn trên vậy em thấy nó đi thu luôn rồi kìa. Đó đó. Cái kia hồn ta. Sao tại vì trên xe nó có đồ nhựa nữa, nhựa nó bốc cái cháy dữ lắm. Cháy 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 dữ lắm. Rồi gió nữa, gió nó nạp vô. Thôi là chú phát hiện sớm thôi là ông Thủy hồi nãy bảo anh mà không phát hiện sớm là chiếc xe này nó sẽ còn chốt nó còn giữ được không? Nó giữ nó chạy lên thì gió thổi về là nó cháy nguội hết. Không nhưng mà anh phải nói anh làm nghề xe ôm thì anh có tâm quá. Ok anh cảm ơn anh rất nhiều luôn. Quá hay. Mình thấy quá hay luôn. Kêu người ta chứ. Quá trời cảm ơn anh. Thử thật luôn là bắt tài ngồi. Chứ nhầm người ta gặp ta không kêu đâu. Nhầm người ta gặp ta cuốn cái hết tôi kêu nữa. Đâu chạy theo đâu. Ông theo mình ai cũng vậy, cũng phải là chạy thấy là phải chạy đại trận đầu. Nó cháy nó táp đó luôn kìa. Táp cái này luôn cả nhà. Chưa đâu có ai đồng vốn. Nhưng mà có đang ảnh hưởng nhưng mà ta chạy chứ. Thì đi hỗ trợ cho bất gai về. Bố nó đi ra nó đi trên lên. Tại vì trái nó quẹo qua đây chỗ trống. Nhưng mà tài xế này cũng hên không có chở đồ. Quẹo ở đây thuận quẹo mau hơn. Còn quẹo chả nó lâu hơn. Quẹo nó xuôi gió cái trái hết xe luôn. Một chiếc xe này mà chở chở hàng là chủ cái là gà lắm trời nha. Xe nó chở nhiều gà lắm. Dạ. Con về mà đây chạy gà với gà đơn giản như gà công nghiệp á, gà mần gà thịt á. Như mà ở này mà có đẻ tiền chứ bắt gà con gì là đẻ xong rồi gà mà chỉ cần một ngày mình mấy gà trắng gà bự á nó bắt gà đó về mà. Thì đây là ngã ba phường 9 thành phố Vĩnh Long đó cả nhà, lên trên kia 500m là tới cầu Cái Cằm. Thì xe nãy chú Sơn nói là xe chạy từ trong hướng bến xe mới chạy ra lộ Bồ Gòn đó cả nhà, rồi xong mới quẹo phải chặt quẹo phải chạy xuống đây. Chúng ta đây thì vừa chặt quẹo phải chút xíu chừng 50m thì trái, thì cũng may mắn là nhờ chú Sơn nãy giờ em cũng có bóng dáng đó cả nhà, thì thấy cũng la lên chạy chặn trước đầu xe để la lên cho chủ xe người ta biết để người ta ngừng xe lại. Thì cũng may mắn thì có được chiếc xe trước cây chạy ngang, thì sẵn đó xe trước cây nó xịt nước nó chữa cháy luôn thì cũng rất là may mắn nha. Trời cháy banh cái một trời mấy cái ghế tạp banh luôn trời. Rồi cái bảng nữa, ghế với bảng nhiều tiền lắm á. Dính ra được cạnh ngoài. Nó dính. Rồi đó em mới nói là dính ra đến đây nè, giờ cứ lấy ra đi đếm nhiều cái gì. Mua cái này nè. Lấy sao lấy ra ngoài được đếm đi rồi mua nhiêu tiền tôi đưa lại vậy đó. Rồi mà giữ mất công của nha. Không có anh giả Nguyễn Trọng đem ở đây nè. Ủa gì? Ủa cái gì mà cháy mà táp đi vô tới trong cái ghế rồi. Đó bà nói. Thì cái chú đội nó bảo hiểm trắng thì kêu đem ghế ra để người ta bồi thường đó nha. Thì cũng xui rủi chứ không có ai muốn. Tự vì xe cháy thì nó cũng xui rủi, gió nó tạp vô á. Đạp vô rồi mấy cái ghế nó bị vậy. Lấy nguyên cục đi. Đây nè, đếm đây cũng từng cái vậy. Chủ không kêu á là dở rồi coi này luôn. Anh em có cả bỏ ra. Cái nào nguyên thì cái hộp của em đang cày. Thì coi cái nào nguyên mày. Rồi đó cái tên chở xuống rồi đó. Đó giờ này người ta đang lấy ba cái đồ ra đó nha.
để kiểm tra lại coi hư hại bao nhiêu để bên chủ xe người ta bồi thường cho chỗ bán đồ đây hết cả nhà. Thì sự việc cũng xảy ra thì cũng xui rủi chứ không ai muốn cả nhà, nên nó bị quả quạng nó tạp vô á. Thì chú bên xe bên chiếc xe bị cháy này người ta cũng nhiệt tình, người ta lấy ra để người ta đếm, người ta kiểm tra coi hư hại bao nhiêu để người ta bồi thường cho người dân cả nhà. Nước đâu chảy ra ngoài ta. Giật ra đủ tay nó chạy luôn nè. Trời ơi. Đã kém mũ rồi. Nè. Cháy đen cái đéo luôn chạy. Cháy này đen luôn cả nhà. Nắm đen luôn. Quéo cái trời nguyên chồng đó rồi đó. Giờ này người ta đang kiểm tra lại coi hư hại bao nhiêu đó cả nhà, lấy chủ xe người ta bồi thường cả nhà. Thì cái này sự việc nó cũng xảy ra cũng xui rủi chứ chẳng ai muốn cả nhà, nhưng mà tự vì lửa nó tạp vô rồi nó cháy mấy cái bàn ghế với bản hiệu người ta bán đồ ăn. Ghế bàn chậu cái thao cái bô cái thùng bơi chảy luôn, cái thùng nước nó mớp luôn. Rồi có nhiều đó. Ba cái ghế mớp thì nó cháy hết trơn. Nước này đâu mà chảy với ta, rồi nước ngày nãy nhờ xe cứ cây vậy nghe xịt bánh xe nó cháy đen chừng, bánh xe cháy đen thui chừng cả nhà. Giờ người ta đang xì bánh xe xả hơi ra bớt kìa. Thì cả nhà ơi, đó là cái vụ cháy mà mới vừa xảy ra hồi trưa ngày hôm nay đó cả nhà, ngay chỗ gần ngã ba lộ Bà Gòn thuộc phường 9 thành phố Vĩnh Long đó. Thì cái hiện trường cháy thì nãy giờ em cũng có qua chia sẻ lên cho cả nhà mình xem, giờ này em sẽ tạm ngưng clip ít phút đó cả nhà. Thì lát đây nữa em sẽ cập nhật tiếp cho cả nhà mình xem, cả nhà mình có quan tâm clip thì hãy nhấn đăng ký kênh để lát đây em sẽ tiếp tục cập nhật video
về cái vụ cháy này ở đây nữa cho cả nhà mình xem đó nha.